Chào mừng Kép đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 5 trang 49 đến trang 53. Bài 11 Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê. Học xong bài này các em sẽ sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử, câu chuyện, văn bản, tranh ảnh liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê. Kể lại được một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử. Kể lại được chiến thắng Chi Lăng, có sử dụng tư liệu lịch sử như lược đồ, tranh ảnh, câu chuyện về ải Chi Lăng, về Liễu Thăng. Trình bày được những cái nét chính về lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử. Khởi động. Bia Vĩnh Lăng ghi về thân thế sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ do Nguyễn Trãi biên soạn. Khi vua Lê Thái Tổ qua đời vào năm 1433, em hãy chia sẻ những điều em biết về vị vua này. Các em quan sát hình 1 bia Vĩnh Lăng tại khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa. Như vậy thì các em dựa vào sự hiểu biết của mình, chúng ta sẽ chia sẻ về những cái điều em biết về vua Lê Thái Tổ. Lê Thái Tổ tên thật là Lê Lợi. Sinh năm 1385, mất năm 1433. Là người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại ách đô hộ của nhà Minh. Giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam sau 20 năm bị đô hộ. Sau chiến thắng, ông lên ngôi vua lập ra Triều Hậu Lê, mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ cho đất nước. Lê Thái Tổ là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần dũng cảm của dân tộc Việt Nam. Ông đã để lại cho đời những bài học quý giá về lãnh đạo, về cách xây dựng và bảo vệ đất nước. Bài học số 1 nhỏ, khởi nghĩa Lam Sơn. Câu hỏi đọc thông tin và quan sát các hình 2, 3, 4, hãy kể lại một số nét chính về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, kể câu chuyện về một số nhân vật lịch sử tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Để đánh đổ quân Minh đô hộ, vào năm 1418, Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, Thanh Hóa, thu hút nhiều người yêu nước tham gia như là Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Lê Lai. Kem quan sát hình 2 tượng đài Lê Lợi ở Thanh Hóa. Nhân vật lịch sử Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Bấy giờ quân Minh xâm lược chia nước ta thành quận, huyện, vơ vét của cải, cai trị hà khắc làm cho nhân dân ta oán giận. Biết Lê Lợi là người tài giỏi, giặc Minh tìm cách dụ dỗ khuất phục nhưng không thành. Lê Lợi ẩn náu chốn rừng núi, tìm người mưu trí, chiêu tập dân chúng chuẩn bị khởi nghĩa. Lê Lợi từng nói: ta cất quân đánh giặc không phải là ta có lòng ham muốn phú quý, mà chính là vì để ngàn năm về sau người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược. Mùa xuân năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Nguyễn Trãi cũng tham gia nghĩa quân Lam Sơn và dâng nhiều cái sách đánh giặc cho Lê Lợi. Theo Ngô Sĩ Liên và các sử thần Triều Hậu Lê, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1998, trang 240. Các em quan sát hình 3, sơ đồ diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. Thì năm 1418 đến năm 1423, thì căn cứ của nghĩa quân nhiều lần bị bao vây, nghĩa quân 3 lần rút lên vùng núi Chí Linh, Thanh Hóa. Năm 1424-1425, giải phóng Nghệ An, mở rộng vùng giải phóng từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Từ năm 1426 đến 1427, thì từ tháng 10 đến tháng 11 năm 1427 giành chiến thắng ở Chi Lăng, Lạng Sơn, Sương Giang ở Bắc Giang. Tháng 12 năm 1427, quân Minh đầu hàng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. Tiếp theo câu chuyện lịch sử Lê Lai liều mình cứu chúa. Lê Lai quê ở huyện Lương Giang, nay là huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là vị tướng thân cận của Lê Lợi. Năm 1418, khi bị quân Minh bao vây, tình thế cấp bách, Lê Lợi đã hỏi các tướng: ai dám đổi áo thay ta đem quân ra đánh giặc?
xưng danh hiệu của ta để cho ta ghi binh, tập hợp tướng sĩ để mưu tính về sau. Nghe vậy Lê Lai đứng dậy nói, tôi xin đi. Lê Lợi vái trời khấn rằng, Lê Lai có công đổi áo, sau này tôi và con cháu tôi, nếu không nhớ đến công lao ấy thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ẩn báu thành cục đồng, gươm thần biến thành dao cùn. Lê Lai dẫn 500 quân tiến tới, trại giặc khiêu chiến. Giặc dốc quân ra đánh, ông xông thẳng vào giữa trận hô to lên rằng, chúa Lam Sơn chính là ta đây. Rồi đánh giết được nhiều quân giặc, khi đã kiệt sức, ông bị giặc bắt và xử tử. Lê Lợi cảm động trước lòng trung nghĩa của Lê Lai, sai người đi tìm di hài của ông và mai táng ở Lam Sơn. Theo Lê Quý Đôn, Hoàng Tập tập 3, Đại Việt Thông Sử, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1978, trang 156-157. Câu chuyện lịch sử tiếp theo, chiến thắng Chi Lăng. Sau khi củng cố được lực lượng, nghĩa quân Lam Sơn đã tiến quân ra Bắc bao vây và uy hiếp thành Đông Quan, nay là Hà Nội. Nhà Minh phải đưa quân sang tiếp viện. Tháng 10 năm 1427, quân Minh tiến vào ải Pha Lũy, quân Lam Sơn chặn đánh rồi giả thua rút về ải Chi Lăng. Liễu Thanh thúc quân đuổi theo tiến thẳng vào trận địa mai phục của quân Lam Sơn trong ải Chi Lăng. Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vung bút phóng xuống. Quân bộ theo sau cũng bị phục binh của quân Lam Sơn xông ra tấn công. Hơn 10,000 quân Minh bị tiêu diệt, Liễu Thanh tử trận. Chiến thắng Chi Lăng gây chấn động với toàn bộ quân Minh. Theo Quốc sử học Quán Triều Nguyễn Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 2007, trang 777-795. Rồi tiếp theo thì chúng ta trả lời câu hỏi, chúng ta sẽ đọc thông tin quan sát các hình 234 và chúng ta sẽ kể lại một số nét chính về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Như vậy một số nét chính về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là: mùa xuân năm 1418, người anh hùng Lê Lợi đã cùng với 50 tướng văn, tướng võ và một số chí sĩ như Nguyễn Lý, Lê Văn An phất cờ khởi nghĩa. Ông tự xưng là Bình Định Vương và kêu gọi nhân dân đánh quân Minh cứu nước. Khởi nghĩa Lam Sơn gồm 3 giai đoạn lớn, hoạt động ở vùng núi Thanh Hóa năm 1418 đến năm 1423, tiến vào phía Nam năm 1424-1425 và giải phóng Đông Quan 1426-1427. Giai đoạn 1418-1423, căn cứ nghĩa quân nhiều lần bị bao vây, nghĩa quân 3 lần rút lên vùng núi Chi Linh Thanh Hóa. Giai đoạn 1424-1425, giải phóng Nghệ An, mở rộng vùng giải phóng từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Giai đoạn 1426-1427, từ tháng 10 1427 giành chiến thắng ở Chi Lăng, Sương Giang. Tháng 12 1427, quân Minh đầu hàng, khởi nghĩa giành thắng lợi. Rồi tiếp theo thì chúng ta kể câu chuyện về một số nhân vật lịch sử tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Thì các em sẽ kể lại các câu chuyện một số nhân vật lịch sử mà chúng ta đã đọc ở trên. Tiếp theo, hai nhỏ nước Đại Việt thời Hậu Lê. Câu hỏi: đọc thông tin và trình bày những cái nét chính về lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê. Thì sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi vua, đóng đô ở Đông Kinh tức là Thăng Long, lấy tên nước là Đại Việt. Thời Hậu Lê, bộ máy chính quyền được hoàn thiện, ban hành quốc triều hình luật, luật Hồng Đức. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được quan tâm, đặc biệt là dưới triều vua Lê Thánh Tông. Nhân vật lịch sử: Lê Thánh Tông quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân. Khi thấy người dân chưa được no đủ, vua Lê Thánh Tông nhắc các quan rằng dân chúng bị đói rét thì phải tìm mọi cách để chăm lo. Hàng năm các quan phải định kỳ xem xét chỗ ruộng cao, ruộng thấp dạy người dân làm ruộng.
đất nào còn bỏ không thì cho người dân khai khẩn trong nom, để cho dân có của thừa và không còn nạn đói rét lưu vong nữa. Theo Nguyễn Phương Bảo An, Kể chuyện doanh nhân Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 2022, trang 104-105. Theo quan sát hình năm tượng vua Lê Thánh Tông tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Thời hậu Lê, văn hóa giáo dục đều có sự chuyển biến tích cực. Em có biết là vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia đá trong văn miếu để ghi danh những người đỗ tiến sĩ thể hiện sự coi trọng việc học. Câu chuyện lịch sử. Thử tài cân voi. Lương Thế Vinh quê ở huyện Vụ Bản, Nam Định, từ nhỏ ông đã nổi tiếng là một người thông minh, học giỏi. Một lần sứ thần nhà Minh sang Đại Việt, biết Lương Thế Vinh là tác giả của cuốn sách Đại Thành Toán Pháp, cuốn sách tập hợp những kiến thức về toán học, nên muốn thử tài ông bằng cách là đề nghị ông cân một con voi. Lương Thế Vinh đã nhận lời và sai lính dắt voi xuống một chiếc thuyền không ở dưới sông. Voi nặng, thuyền chìm sâu xuống, Lương Thế Vinh cho người lội xuống sông, đánh dấu mép nước ở bên mạn thuyền, rồi dắt voi lên bờ. Sau đó ông sai người khuân đá xuống thuyền, cho đến khi thuyền chìm xuống tới đúng chỗ đánh dấu mép nước ở bên mạn thuyền thì dừng lại. Thế rồi ông cho người cân đá cộng lại và nói với sứ thần nhà Minh. Ông ra mà xem, cân voi. Sứ thần nhà Minh phải thán phục thốt lên, ông thật là tài giỏi, tiếng đồn quả không sai. Theo Nguyễn Phương Bảo An, Kể chuyện doanh nhân Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 2022, trang 104-105. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, đọc thông tin và trình bày những nét chính về lịch sử Việt Nam thời hậu Lê. Những nét chính về lịch sử Việt Nam thời hậu Lê. Sau thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi vua, đóng đô ở Đông Kinh, thành Thăng Long, lấy tên nước là Đại Việt. Thời hậu Lê, bộ máy chính quyền được hoàn thiện, ban hành quốc triều hình luật Hồng Đức. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được quan tâm, đặc biệt là dưới triều vua Lê Thánh Tông. Thời hậu Lê, văn hóa giáo dục đều có sự chuyển biến tích cực. Tiêu biểu là năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia đá trong văn miếu để ghi danh những người đỗ tiến sĩ thể hiện sự coi trọng việc học. Tiếp theo luyện tập số 1 nhỏ, hoàn thành bản về diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn theo gợi ý dưới đây và vở ghi. Thời gian tên sự kiện. Thời gian 1418, sự kiện Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành bản về cái diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn. Thời gian 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Tiếp theo 1421, sự kiện vua Minh huy động 10 vạn lính tấn công lên Lam Sơn, Lê Lợi phải rút lên núi Chi Linh. Năm 1423, nghĩa quân tạm thời hòa hoãn với quân Minh. Năm 1424, nghĩa quân rời núi, Thanh Hóa tiến vào Nghệ An. Năm 1425, giải phóng Tân Bình Thuận Hóa. Tháng 9 năm 1426, nghĩa quân chia làm ba đạo tiến ra Bắc. Tháng 11 năm 1426, chiến thắng Tốt Động Chút Động. Tháng 10 năm 1427, chiến thắng Chi Lăng Xuân Giang, chiến tranh kết thúc. Tháng 12 năm 1427, hội thề Đông Quang diễn ra, quân Minh rút quân về nước. Tiếp theo số 2 nhỏ, chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn? Như vậy, chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa to lớn đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn. Chiến thắng Chi Lăng đã khiến cho mưu đồ cứu viện Đông Quan của quân Minh bị tan vỡ.
quân Minh phải đầu hàng và rút lui về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế mở đầu thời hậu Lê. Cuối cùng vận dụng các em lựa chọn và thực hiện một trong hai nhiệm vụ dưới đây. Một là thiết kế thẻ giới thiệu về một nhân vật lịch sử tiêu biểu thời hậu Lê và chia sẻ với mọi người theo gợi ý tiểu sử đóng góp công lao nổi bật. Hai là sưu tầm và giới thiệu với mọi người một số tư liệu lịch sử như văn bản, tranh ảnh liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn và triều hậu Lê. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử địa lý lớp 5. Sau khi xem xong các em thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.